2 tháng 11 năm 2018, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Chương lao động của Hiệp định này cho phép thành lập các công đoàn độc lập, không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mà nhà nước đang trực tiếp quản lý. Tuần trước, Ngô Ngọc Trai đã coi đây là một cơ hội để thúc đẩy quyền lập hội nhằm đa nguyên hóa nền chính trị Việt Nam. Trong khi Phạm Chí Dũng coi đây là một cơ hội để thành lập các tổ chức chống đối khoác vỏ bọc công đoàn độc lập. Sang tuần này, các tổ chức chống đối tiếp tục tuyên truyền về vụ việc theo hai hướng. Trong hướng thứ nhất, họ đều phỏng đoán rằng nhà nước Việt Nam sắp lập ra các công đoàn mới, tương đối độc lập nhưng hợp tác với nhà nước sau cánh gà. Họ đồng loạt công kích dự định này khi viết rằng nó khiến quyền tự do lập hội chỉ còn trên lý thuyết. Trong hướng tuyên truyền thứ hai, họ phát họa hướng hình thành, phát triển cho các công đoàn độc lập trong tương lai. Trong vấn đề này, mỗi tổ chức đưa ra một ý kiến. Cụ thể, luật sư Vũ Đức Khanh, thành viên Đảng Dân Chủ Việt Nam ở hải ngoại, nói với BBC rằng các công đoàn độc lập sẽ phải học cách dung hòa các quyền lợi đối nghịch của ba bên là người lao động, nhà nước và giới chủ. Đoàn Huy Chương, thành viên phong trào lao động Việt, nói giới hoạt động cần hướng dẫn cho người lao động biết rõ quyền lập công đoàn độc lập và lợi ích từ công đoàn độc lập. Chương nói, tôi cũng như những nhà hoạt động công đoàn khác nhận thấy, có thể học hỏi mô hình công đoàn Ba Lan và Úc. Khi nói vậy, có thể Chương đang đề cập đến vai trò của Trần Ngọc Thành ở Ba Lan và Nguyễn Đình Hùng ở Úc trong việc điều hành các tổ chức chống đối khoác vỏ bọc công đoàn độc lập. Đi xa hơn các tổ chức trên, Việt Nam Thời báo của Phạm Chí Dũng không chỉ đả kích ý tưởng thành lập các công đoàn thỏa hiệp với nhà nước, mà còn đả kích luôn các nghiệp đoàn độc lập đang từ chối tổ chức biểu tình, đình công, bãi công. Cụ thể, ngày 8 tháng 11, cây bút thảo V của trang này công kích nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và nghiệp đoàn báo chí Việt Nam trên hai điểm. Thứ nhất, hai nghiệp đoàn này không đáp ứng nhu cầu tự do tín ngưỡng, báo chí và học thuật, vì họ công khai tuyên bố rằng họ vận hành theo cơ cấu Việt Nho và có sứ mệnh đưa Việt Nho trở lại thành triết lý chủ đạo cho văn hóa Việt Nam. Thứ hai, hai nghiệp đoàn này có số điện thoại ở Anh và Pháp, lại không khuyến khích các hoạt động xuống đường biểu tình, không khuyến khích hoặc đình công hoặc bãi công, nên không đáng được xem là nghiệp đoàn độc lập trong nước. Sau đó, ngày 9 tháng 11, Thảo Vi viết rằng giới chống đối nên kế thừa, tham khảo Tổng Liên đoàn Lao động Công thời Việt Nam Cộng Hòa trong quá trình thành lập các nghiệp đoàn độc lập mới. Ngày 10 tháng 11, Trúc Giang viết trên Việt Nam Thời báo rằng các công đoàn độc lập trong tương lai phải có những tờ báo độc lập tương ứng để thể hiện tiếng nói của mình. Trong khi đó, Diễn đàn Xã hội Dân sự và Nguyễn Anh Tuấn chưa có phát ngôn về sự kiện này, dù họ từng bám sát cơ hội nghiệp đoàn độc lập mà Hiệp định EFTA mang lại. Tóm lại, các tổ chức chống cộng đang có những kế hoạch khác nhau để chơi ván bài nghiệp đoàn độc lập. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 25 tháng 10, RFA cho biết cả Nguyễn Quang A, Ca Dao lẫn Trần Ngọc Thành đều đồng ý rằng các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam cần có sự hỗ trợ và hợp tác chung đối với quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam. Qua tình tiết đó và phát biểu của Đoàn Huy Chương trong tuần này, có thể thấy phong trào lao động Việt của Trần Ngọc Thành và Liên đoàn Lao động Việt Tự do của Ca Dao, Nguyễn Đình Hùng đang muốn gác lại mâu thuẫn cũ để liên kết với nhau. Trong khi đó, Hội Nhà báo độc lập của Phạm Chí Dũng muốn chuyển sang hoạt động dưới hình thức nghiệp đoàn để nắm bắt cơ hội mà CPTPP đang mang lại. Để dọn đường cho kế hoạch này, họ đang công kích một đối thủ cạnh tranh sẵn có là nhóm điều hành nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, nghiệp đoàn báo chí Việt Nam. Như vậy, các cơ hội béo bở từ sân chơi nghiệp đoàn đã và đang khiến các tổ chức chống cộng đang áp lẫn nhau một cách mãnh liệt. Như chúng tôi đã tường thuật tuần trước, phong trào lao động Việt của Trần Ngọc Thành từng đưa người sang Malaysia để dự các khóa đào tạo do NED tài trợ và do đảng Việt Tân Đồng tổ chức. Khi học viên khóa đào tạo này về nước, họ đã phát ngàn nghìn tờ truyền đơn có nội dung chống chế độ cho công nhân. Hiện nay, các thành viên chủ chốt của nhóm này chỉ ngồi nhà chịu chế độ để nhận tiền tài trợ của nước ngoài, chứ không lao động. Liệu các nghiệp đoàn độc lập này có độc lập với đảng Việt Tân và với nước Mỹ hay không? Thêm nữa, họ thật sự đại diện cho người lao động hay chỉ muốn dùng người lao động làm tốt thí trong ván cờ chính trị của mình? Đây là điều mà người lao động nên nhìn rõ.